chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, đúng trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024, người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, hưởng lộc gia tiên, mưa tiền đổ xuống, vào nước đố đổ dách. Quan hỷ chào mừng quý khán giả đang theo dõi và đồng hành cùng kênh Minh Đường Tử Vi. Mến chúc quý khán giả luôn đong đầy hạnh phúc, gói cho trọn lộc tài, giữ cho mãi an khang, thắt cho chặt phú quý. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 thân mến, lẽ thường có vận thế sau khi co cụm lại cũng là lúc nó dần dần nở ra. Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời và cũng không ai đen nguyên một kiếp người. Cổ nhân từng nói, không oán trời, không trách đất và làm người nên hiểu số mệnh. Khi đã trải qua quá nửa cuộc đời, chúng ta liệu đã có đủ sâu sắc và thấu đáo để lường trước hết mọi thứ, hay là người vẫn cứ mãi long đong, vô định, đang ở độ tuổi 52 đầy quan trọng. Những ai may mắn thì đã xây dựng được rất nhiều thứ cơ bản xung quanh, có thể là hoàn cảnh gia đình hoặc công danh sự nghiệp. Nhưng mà đây cũng là độ tuổi quá khó khăn, nếu chẳng may gặp điều xui, giận rủi mà mất đi tất cả mọi thứ và phải làm lại từ đầu. Chính vì lý do đó mà người ta lại càng phải đặc biệt cẩn trọng hơn khi đưa ra bất cứ một quyết định gì, để có thể chọn đúng vận trình, đi đến sự thịnh vượng, viên mãn trong suốt phần đời còn lại và không đánh mất những gì mà mình đã dành nửa cuộc đời đã gây dựng, giữ gìn. Mới đây nhất các bậc thầy tử vi tiết lộ bí mật, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch này, tuổi Giáp Dần lưu ý được điều này thì cũng đồng nghĩa với việc cải vận, thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ, tiền bạc ập đến, mua nhà, tậu xe. Và đặc biệt tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, nhờ tính cách chịu thương, chịu khó, giản dị, tiết kiệm mà người yêu, kẻ mến, quý nhân tương trợ, thần tài chỉ đường, vượt qua vận hạn, phúc lộc, các tinh cao chiếu, mọi việc suôn sẻ và ổn định hơn trong tương lai, có nhà cao, cửa rộng, tiền tỷ gửi ngân hàng, về già an nhàn, hưởng phúc bên con cháu. Vậy, hãy cùng xem diễn biến vận trình trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Giáp Dần ngay trong video này quý khán giả nhé. Quý anh chị tuổi Giáp Dần thân mến, anh chị biết đấy, sau bao nhiêu chuyện xảy ra lúa mì sẽ luôn là lúa mì, dù trước đó ta tưởng nó là cỏ dại. Tôi chỉ có thể nói cho Giáp Dần rằng, anh chị tài giỏi, đủ giỏi và có trình độ nhiều hơn là anh chị nghĩ đó. Nhưng nó cứ chần chờ, nó cứ giật giờ, nó cứ để mọi thứ hững hờ trôi, lững lờ chảy, thì thật sự sẽ chỉ là sự phí hoài. Thời gian năm này qua năm khác, tháng này qua tháng nọ, thấy chẳng có gì quá khác biệt. Nhiều khi có người nói sự giàu có không hẳn là có nhiều tiền bạc hơn, mà đôi khi đó là bạn có ít nhu cầu hơn cho bản thân mình. Giáp Dần luôn là như thế, ít nhu cầu, sao cũng được, chỉ dành những điều tốt nhất cho những người họ yêu thương. Nhưng trong cái đoạn này, tôi mong họ sẽ thay đổi cái kiểu suy nghĩ đấy. Trong những năm tháng vàng quan trọng này, mong Giáp Dần có thể khao khát nhiều hơn, tham vọng nhiều hơn, có nhu cầu nhiều hơn, có mong mỏi nhiều hơn, để từng cái nhiều hơn đó sẽ tập trung lại trở thành động lực, thành cội nguồn cho mong muốn thay đổi, cho nỗ lực vươn lên của Giáp Dần ở thời điểm này. Lẽ dĩ nhiên không có cũng chẳng sao, không thay đổi cũng chẳng ai ép được Giáp Dần cả. Nhưng như thế có khi Giáp Dần sẽ lỡ dở bức tranh đẹp ở phía bên kia của sườn đồi rồi, và nếu vậy sẽ thật sự đáng tiếc lắm thay. Người sống trên đời thỉnh thoảng cần oanh oanh liệt liệt mà chiến một chặng cho những điều mà mình mong mỏi, dẫu mới có rủi ro hoặc là có vất vả, hay là nhiều sự đoán định không chắc chắn, nhưng cần phải chín, tức cần phải cháy gì người ta nói ở những thời khắc cuối đời hoặc khi già cỗi 60 tuổi chẳng hạn. Cái chúng ta hối hận thường là về những điều mà ta không làm khi có thể, chứ ít khi ta hối hận về những điều đã làm nhưng mà kết quả không được như mong muốn. Nói chung, quyết làm vẫn cứ là hơn, ít nhất với Giáp Dần hiện tại, quyết làm tức là sẽ có cơ hội, sẽ hợp với đường cần đi hoặc hợp với mệnh cần ứng. Tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 thuộc hành thủy trong ngũ hành với thiên can Giáp, thuộc hành mộc, biểu trưng cho sự sinh sôi, phát triển và nguồn năng lượng dồi dào, kết hợp với con Giáp Dần, biểu tượng của sức mạnh, sự quyết đoán và lòng can đảm. Tuổi Giáp Dần là sự hòa quyện giữa sự mạnh mẽ của hổ và sự mềm mại sinh khí của hành mộc. Người tuổi Giáp Dần thường có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và đầy nghị lực. Họ là những người không ngại đối mặt với thử thách, luôn sẵn lòng tiên phong trong mọi tình huống. Thiên can Giáp thuộc hành mộc mang đến cho họ sự sáng tạo, linh hoạt và khả năng phát triển không ngừng. Họ có tầm nhìn xa,
luôn tìm kiếm những cơ hội mới để phát triển bản thân và công việc. Những người tuổi này thường rất tự tin và đầy tham vọng. Họ có khả năng lãnh đạo tự nhiên, dễ dàng thu hút sự chú ý và tôn trọng từ những người xung quanh. Con giáp tuổi Giáp Dần mang đến cho họ lòng dũng cảm và tinh thần chiến đấu, giúp họ vượt qua mọi khó khăn trên con đường sự nghiệp. Họ không dễ dàng từ bỏ và luôn sẵn sàng đối mặt với những thách thức lớn để đạt được mục tiêu của mình. Tuy nhiên, người tuổi Giáp Dần cũng có thể trở nên quá cứng nhắc và áp lực. Sự mạnh mẽ và quyết đoán của họ có thể khiến họ trở nên bảo thủ và khó chấp nhận những ý kiến khác biệt. Họ cần học cách lắng nghe và tôn trọng quan điểm của người khác để có thể xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn trong cuộc sống và công việc. Trong hành trình cuộc đời, người tuổi Giáp Dần hiểu rằng sức mạnh và lòng dũng cảm là những phẩm chất quan trọng, nhưng cần phải đi kèm với sự khôn ngoan và lòng khoan dung. Họ nhận ra rằng để thực sự thành công và hạnh phúc, không chỉ cần có sự kiên trì và quyết đoán, mà còn phải biết lắng nghe, học hỏi và chấp nhận những điều mới mẻ. Họ học cách cân bằng giữa sức mạnh cá nhân và khả năng hợp tác với người khác. Người tuổi Giáp Dần cũng hiểu rằng cuộc sống không chỉ là về việc chinh phục và đạt được, mà còn là về việc nuôi dưỡng tâm hồn và tận hưởng những niềm vui nhỏ bé hàng ngày. Họ học cách thả lỏng, tìm niềm vui trong những khoảnh khắc đơn giản và không quá đặt nặng áp lực lên bản thân. Họ hiểu rằng sự bình an và hạnh phúc thật sự đến từ việc sống chân thành với chính mình và những người xung quanh. Trong các mối quan hệ, người tuổi Giáp Dần luôn cố gắng duy trì sự chân thành và mạnh mẽ. Họ là những người bạn, người đồng nghiệp và người thân đáng tin cậy, luôn sẵn lòng giúp đỡ và bảo vệ người khác. Họ biết rằng để xây dựng một mối quan hệ bền vững cần phải có sự tôn trọng, tin tưởng và lòng khoan dung. Họ luôn nỗ lực để tạo ra một môi trường an lành và yêu thương trong gia đình và xã hội. Người tuổi Giáp Dần với sự kết hợp giữa lòng dũng cảm và sự linh hoạt là hình ảnh của một con người mạnh mẽ và đầy nghị lực. Trên con đường nhân sinh, người tuổi Giáp Dần không chỉ quyết đoán và kiên trì, mà còn biết cách lắng nghe và hợp tác với người khác để đạt được mục tiêu chung. Chính sự hòa quyện giữa sức mạnh cá nhân và khả năng hợp tác đã làm nên sự khác biệt của người tuổi Giáp Dần, mang đến cho họ một cuộc sống đầy ý nghĩa, thành công và hạnh phúc. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024. Trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch, tiết trời bắt đầu chuyển lạnh, dương khí dần thu gọn lại. Cây cối được phủ một lớp sương nên được gọi là tiết khí bạch lộ. Người tuổi Giáp Dần vốn là Dần Mộc, chủ tính dương nên sinh ra chính quan, dận mặc các dận. Người này gặp được tử vi tinh nên việc gì cũng thuận lợi. Tử vi là các tinh ngũ hành thổ, đại diện cho quyền uy và sự cao quý. Người có tử vi che chở thì tính khí có chút kiêu ngạo, thích được nắm quyền uy, làm việc gì cũng phải tự mình nắm bắt. Khí chất tôn quý khiến ai cũng phải kiêng nể. Đánh giá tổng quan thấy rằng, có thể thời điểm này người tuổi Giáp Dần sẽ chưa đạt được những bước tiến vượt bậc nào trên các phương diện cuộc sống. Song bạn đừng vì vậy mà nản lòng, đây là khoảng thời gian Giáp Dần cần hết sức cố gắng để có thể tạo bước đà cho sự phát triển trong tương lai. Nguyệt lệnh mệnh kim gặp Giáp Dần, tang môn tinh khá xấu, tang môn còn có tên gọi là địa tang đồng vị với thiên cẩu và điêu khách mang tới điểm hung hiểm. Người tuổi Giáp Dần cần chú ý sức khỏe của người thân cũng như người già và trẻ nhỏ. Tang môn mang tới điềm về bệnh tật, chuyện phải khóc lóc, sát khí khá nặng. Nguyệt lệnh lâm thai khuyên những người đang đi làm, hãy tập trung vào nhiệm vụ của mình và đừng ngại tiếp xúc với những lĩnh vực mới hay những kiến thức mới. Nếu bây giờ bạn chuẩn bị được cho mình hành trang vững chắc, thì đến khi cơ hội đến bạn có thể nắm chắc trong tay và thăng tiến vượt bậc. Với người làm ăn kinh doanh, việc đầu tư hay mở rộng quy mô làm ăn, sản xuất không nên tiến hành vội vã trong thời điểm này. Bản mệnh cần thêm thời gian để bổ sung kiến thức và học hỏi kinh nghiệm. Bạn cũng nên kiểm chứng các thông tin mình nhận được một cách kỹ càng, chớ nên quá dễ tin người kẻo rơi vào bẫy, gây hao tài tốn của. Phương diện tình cảm lại chưa được thuận lợi như ý muốn. Người độc thân hay có đôi có cặp đều cần chân thành hơn trong các mối quan hệ. Đừng đứng núi này trông núi nọ hoặc bắt cá hai tay. Giáp Dần nên biết trân trọng những gì mà mình đang có, đuổi theo những điều xa vời, viển vông sẽ khiến bạn và mọi người xung quanh chịu tổn thương. Tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết về các phương diện cuộc sống của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, từ nay đến ngày rằm Tết Trung Thu tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh,
Sự nghiệp của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Giáp Dần cho thấy sự nghiệp có nhiều áp lực. Lúc này thất sát tinh lâm vào hãm địa, nó đại diện cho ý chí và áp lực mà môi trường xung quanh đặt quá nhiều lên Giáp Dần. Công việc bận rộn và có quá nhiều người đang kỳ vọng vào bạn, người tuổi Giáp Dần không còn cách nào khác là đương đầu và vượt qua nó. Tử vi của người tuổi Giáp Dần cho thấy sự nghiệp bất lợi, chính quan trong bát tự thập thận là chính, ta kiềm chế ta, có thể thấy người tuổi Giáp Dần làm việc khá là quy tắc và cẩn thận. Vận ngũ hành lâm hãm địa nên hành vi thận trọng này lại mang tính tiêu cực. Giáp Dần dường như đang bị quá bó buộc vào lý thuyết và quy định trong công ty. Vận công việc của tuổi Giáp Dần đang ngày một khô khan, đơn điệu. Sự nghiệp thiên về bình ổn, nhưng như vậy không có nghĩa là bạn không phát triển. Bạn nên tận dụng khoảng thời gian này để học thêm các kiến thức, kỹ năng mới hoặc tiếp xúc với những nội dung công việc mới, giúp mình trở nên vững vàng hơn trong tương lai. Công việc lặp đi lặp lại đôi khi có thể khiến Giáp Dần cảm thấy nhàm chán, song nguyệt lệnh lâm thai khuyên bạn chớ nên lơ là, thiếu tập trung. Nếu không làm việc nghiêm túc, bạn dễ để xảy ra lỗi sai hoặc làm chậm tiến độ, gây ảnh hưởng đến cả tập thể. Với những người vừa bước chân vào lĩnh vực mới, Giáp Dần nên tập trung vào nhiệm vụ và chú ý học hỏi mọi người xung quanh. Đừng ngại ngần nêu ra câu hỏi hoặc ý kiến của mình. Như vậy, bạn sẽ hiểu sâu hơn về các vấn đề, thậm chí gây được ấn tượng tốt với mọi người xung quanh. Người đang tìm việc nên dành thời gian để suy nghĩ xem điểm mạnh của mình là gì, công việc mình muốn làm là gì. Tuổi Giáp Dần cần nhìn thẳng vào thực tế chứ không nên mơ mộng những điều quá xa vời. Như vậy, Giáp Dần mới tìm được công việc phù hợp với mình. Tử vi các tinh xuất hiện là dấu hiệu cho thấy nếu Giáp Dần không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân thì thời điểm này nhiều cơ hội để bạn khẳng định vị thế sẽ xuất hiện. Nếu nắm bắt kịp thời, Giáp Dần có thể tạo ra những bước đệm vững chắc cho hành trình thăng tiến trong tương lai. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Giáp Dần cho thấy tình hình tài chính cũng chưa có những dấu hiệu phát triển quá rõ ràng trong thời điểm này. Song bạn không nên vì vậy mà vội vàng làm việc thiếu cân nhắc. Đây là lúc Giáp Dần nên chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực để chờ cơ hội đến bất cứ lúc nào. Dù làm ăn kinh doanh trên bất cứ lĩnh vực nào đi nữa, bạn cũng nên dành thời gian bổ sung thêm kiến thức cho mình. Khi Giáp Dần có kiến thức và kỹ năng vững vàng, lại có mục tiêu cụ thể, thì Giáp Dần sẽ không sợ phải chịu sự cạnh tranh, chơi xấu của bất cứ ai. Những ai vừa bước chân vào lĩnh vực mới hoặc đang có nhiều tiền trong tay, chớ nên vội vàng dốc vốn đầu tư. Giáp Dần chớ nên nghe theo những lời rủ rê bùi tai của những người không quen biết. Nếu bạn không thận trọng thì rất dễ rơi vào cái bẫy của kẻ tiểu nhân, dẫn đến cảnh tiền bạc thất thoát. Đầu tháng, vận tài lộc hoàn toàn dựa vào thất sát tinh. Nó đại diện cho hồn phách và khả năng không chịu khuất phục. Dù áp lực về kinh tế có lớn bao nhiêu thì người tuổi Giáp Dần vẫn có khả năng chịu đựng. Có điều bản thân quá thận trọng nên đôi lúc bỏ lỡ nhiều cơ hội kiếm tiền tốt. Tử vi tuổi Giáp Dần gần cuối trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch có mặt tại vận chính quan lâm, dược địa. Nó khiến người tuổi Giáp Dần trở nên nhát gan, sợ trách nhiệm, một phần cũng vì trí tuệ của bạn bị ngũ hành hạn chế. Bản thân do không chắc chắn nên không dám đứng lên gánh vác công việc được giao. Cục diện này là một đoạn chí mạng vào vận tài chính của Giáp Dần trong thời điểm này. Các tinh tử vi và giải thần cho thấy cơ hội vẫn sẽ xuất hiện trong thời điểm này, nhưng chỉ ai nhanh nhạy mới có thể nắm bắt. Thời điểm này, Giáp Dần nên chú ý giúp đỡ mọi người xung quanh, mở rộng các mối quan hệ để chuẩn bị cho tương lai. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo và các mối quan hệ của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Theo tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, biết rằng phương diện tình cảm sẽ không đem lại cho người tuổi Giáp Dần nhiều tin vui. Quan hệ rạn nứt là dấu hiệu chứng tỏ Giáp Dần nên xem lại cách hành xử của mình. Nếu mắc sai lầm ở đâu thì cần mau chóng tìm cách sửa đổi ngay. Người có đôi có cặp không được giữ những mối quan hệ ngoài luồng. Dù Giáp Dần được nhiều người tiếp cận đi nữa thì cũng chớ có buông thả bản thân hoặc đổ lỗi cho hoàn cảnh. Hãy giữ khoảng cách phù hợp với người khác để không rơi vào những lời đồn thổi, tai tiếng, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của bản thân, tổn thương đến những người thân thiết nhất với mình. Nếu đang tìm hiểu một ai đó,
Giáp Dần cũng nên nhắc nhở mình dành nhiều sự quan tâm hơn cho đối phương, nghiêm túc, chớ đứng núi này trông núi nọ. Nếu Giáp Dần không chân thành trong chuyện tình cảm thì mối quan hệ sẽ chẳng thể nào lâu bền. Giáp Dần không những khiến cho đối phương tổn thương mà trong tương lai bạn có thể cũng sẽ phải hối hận. Xem tử vi tuổi Giáp Dần nhận thấy, người đang độc thân chớ nên đặt ra những tiêu chuẩn quá cao cho nửa kia tương lai của mình và coi thường những người chân thành tìm cách tiếp cận mình. Giáp Dần không phải người hoàn hảo, vì thế đừng yêu cầu một ai đó phải đáp ứng mọi yêu cầu mà mình đặt ra. Trong các mối quan hệ, sự chân thành là điều quan trọng. Khi đã ở bên nhau thì nên tìm cách dung hòa với nhau. Thời điểm này gia đình có sao nhị hắc chiếu nên dễ có sự bất an, dễ có nhiều sóng gió, có thể phát sinh sự gia chạm, tranh cãi, đố kỵ, mà mọi sự hung nhiều các ít. Chính vì điều này, bản thân và các thành viên trong gia đình nên bình tâm, đồng lòng mới mong bình an. Tin vui cho người tuổi Giáp Dần, từ tháng sau mọi sự sẽ hanh thông hơn, mỗi thành viên nên có sự sẻ chia, bao dung, độ lượng, không hơn thua đúng sai hay vì cái lý cái tôi của bản thân thì hung hiểm sẽ giảm đi rất nhiều. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch, người tuổi Giáp Dần không gặp vấn đề gì lớn về sức khỏe. Trong thời điểm này, Giáp Dần nên sắp xếp thời gian hợp lý để tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, giúp tăng cường sức mạnh thể chất. Dù có nhiều thời gian rảnh, Giáp Dần cũng chớ nên tham gia quá nhiều vào các hoạt động vui chơi giải trí. Nếu nghỉ ngơi không điều độ, bạn cũng có thể khiến cơ thể mệt mỏi, thậm chí khiến đầu óc u mê, dễ mắc phải những lỗi lầm không đáng có. Quý khán giả thân mến, trong từng giai đoạn của thời điểm trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch, sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Giáp Dần sinh năm 1974? Thì ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trong 3 ngày 1 cùng cẩm nang dượng vận của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Đầu tiên là tử vi từ ngày mùng 10 đến ngày 13 tháng 8 âm lịch của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Xem tử vi từ ngày mùng 10 đến ngày 13 tháng 8 âm lịch của 12 con giáp thấy rằng người tuổi Giáp Dần vẫn có một khoảng thời gian sự nghiệp không mấy suôn sẻ. Giáp Dần làm gì cũng vướng, gặp phải khó khăn do không nhận được sự hợp tác của đồng nghiệp. Thêm vào đó, lãnh đạo cũng thường xuyên gây khó dễ khiến công việc càng trở nên khó tiến hành hơn. Người làm kinh tế có thể được tiếp xúc với một vài cơ hội làm ăn trong những ngày này. Điều quan trọng là bạn phải đủ tin tưởng và nhanh nhạy để nắm bắt thời cơ, đừng chần chừ, do dự quá lâu, bởi cơ hội sẽ chẳng đứng yên chờ đợi ai bao giờ. Tuy nhiên, đại hao là dấu hiệu chứng tỏ bản mệnh cũng sẽ phải chi tiêu khá nhiều trong thời điểm này. Có thể là cho các hoạt động xã giao hoặc mua sắm hàng ngày, hãy cân nhắc chi tiêu hợp lý, đừng để mình vào cảnh cháy túi. Phương diện tình cảm nhìn chung chưa có nhiều chuyển biến, Giáp Dần cần phải chủ động hơn nữa trong việc trò chuyện với nửa kia. Đừng cho rằng đối phương không hiểu mình mà ngày một bỏ bê gia đình, tìm niềm vui bên ngoài. Quý nhân là tuổi Ngọ và tuổi Tuất, tiểu nhân là tuổi Thân và tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn: xanh lá cây, nâu. Con số may mắn: 31, 90, 56, 74. Tử vi từ ngày 14 đến ngày 16 rằm Tết Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Người tuổi Giáp Dần phải tìm cách cổ vũ, khích lệ bản thân vượt qua những khó khăn trong khoảng thời gian ngày đầu. Thời điểm này, Giáp Dần và mọi người thường mâu thuẫn về quan điểm và cách làm việc. Vì thế mà các kế hoạch đều vướng phải khúc mắc, trì trệ, các công việc tiến triển khó khăn cũng khiến đồng tiền chảy vào túi một cách nhỏ giọt. Giáp Dần không nên nghĩ đến chuyện oán trách người này, người khác hoặc đổ lỗi cho hoàn cảnh. Hãy thẳng thắn nhìn nhận bản thân để có thể sửa đổi những điểm còn chưa tốt. Thêm vào đó, sự xuất hiện của tiểu hao là lời khuyên Giáp Dần làm việc gì cũng cần phải có chừng mực, nhất là với chuyện chi tiêu. Nếu không, dù tiền của có rủng rỉnh đến đâu thì dần dần bạn cũng rơi vào cảnh cháy túi, thậm chí phải vay mượn mọi người xung quanh. Chuyện tình cảm chưa có tiến triển gì đáng nói, chủ yếu là vì người độc thân vẫn khép chặt cánh cửa trái tim mình. Giáp Dần sợ mình sẽ phải chịu tổn thương do tin lầm những người không chân thành, vì thế mà Giáp Dần thường từ chối những lời ngỏ ý. Quý nhân là tuổi Thân và tuổi Mão, tiểu nhân là tuổi Tỵ và tuổi Hợi. Màu sắc may mắn: trắng, đen. Con số may mắn: 10, 33, 80, 73.
Bí quyết cải mệnh của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch này. Bạn có biết rằng đạo không nằm trên bầu trời mà nằm trong tim mỗi người hay không? Người khác không thể khiến chúng ta thay đổi. Chỉ có chính bản thân chúng ta khi ngộ ra những điều là chân lý thì mới có thể thay đổi cuộc đời mình. Đức Phật dạy rằng, con chỉ mất khi con còn nắm giữ, càng sân si, càng suy nghĩ về chuyện gì mà không thể buông bỏ được, thì càng dễ mất đi những cái tâm ta trong sáng. Lòng ta nhẹ nhàng cho đi những thứ đó sẽ còn mãi với ta, không ai có thể giúp mình ngoài chính bản thân mình. Đây là điều mà thực tế đã nhiều lần chứng minh. Không ai có thể và cũng không ai đi theo để nâng đỡ ta cả, đều tự chúng ta phải đi trên con đường mà mình đã chọn bằng chính đôi chân của mình. Quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm của anh chị tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, và bây giờ sẽ là một được nhiều anh chị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là hóa giải vận hạn. Đầu tiên là đối với nam mạng tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Theo sao chiếu mệnh, sao Dân Hán. Dân Hán là trung tinh, năm có sao này chiếu thì công việc làm ăn, tài lộc ở mức trung bình, chưa đạt độ rực rỡ. Ngoài ra, bản mệnh còn dễ vướng khẩu thiệt, phòng thương tật, ốm đau, nóng nảy mồm miệng, gặp tai hình, kiện cáo pháp luật. Sau này bất lợi nhất là vào các tháng 2, 8 âm lịch, nên đề phòng gặp chuyện quan sự, trong nhà không yên. Theo niên hạn, hạn thiên la. Gặp hạn thiên la dễ bị phá phách không yên, đau ốm không khỏi, hao tốn tiền bạc, bệnh đều do yếu tố tâm linh tác động mà ảnh hưởng tới sức khỏe, công việc. Thành tâm cầu khấn và sám hối, bệnh nhanh thuyên giảm. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Dần 2024, tiến vào năm Giáp Thìn, quý bạn tuổi Giáp Dần gặp vận niên trư phùng quả, tức là heo gặp lửa, heo quay. Vận niên này mang ý nghĩa heo quay làm vật hy sinh cho người ta sực ngon miệng, còn mình nhận phần thua thiệt. Vì thế, trong năm phàm sự lớn nhỏ gì tuổi Giáp Dần nam mạng cũng phải thận trọng. Mỗi khi làm việc cho người khác phải suy nghĩ cho chín chắn rồi hãy làm, kẻo mang hại. Riêng về chuyện tình cảm lại chuyển biến tốt đẹp. Nếu năm rồi vợ chồng thường hay có cuộc cãi giả thì năm nay sẽ không còn gặp cái cảnh ấy nữa. Bầu không khí tình cảm sẽ êm dịu, người cô độc gặp cảnh vui tươi càng hạnh phúc tâm hồn, có khả năng tiến tới hôn nhân. Cách hóa giải vận hạn. Hóa giải sao Dân Hán theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, Dân Hán hành quả, nên dùng hành thổ để tiết khí hành quả của sao xấu. Cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh ưu linh nâu, ổ phách. Hạn chế mâu thuẫn, năm này bản mệnh dễ vướng vào chuyện rắc rối, thị phi, vì thế cần tự nhắc nhở bản thân luôn chú ý cách ăn nói, hành xử, chớ gây thù chuốc oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng, đẩy bản thân vào dòng lao lý. Giữ gìn sức khỏe, bản mệnh không nên lao động quá sức, nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hoặc đi khám chữa bệnh ngay. Khi tham gia giao thông hoặc khi làm việc chân tay, vận hành máy móc cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, tập trung để đề phòng thương tật. Cẩn trọng đầu tư, mệnh chủ cần tránh dốc tiền làm ăn lớn kẻo thua lỗ không đáng có. Trước khi đưa ra quyết định cần cân nhắc cẩn thận để tránh tiêu tốn tiền vô ích. Cách hóa giải hạn thiên la năm 2024. Về sức khỏe, khi gặp hạn này thì sức khỏe giảm sút nhiều, thường xuyên bị mệt mỏi và đau nhức không rõ nguồn cơn. Những căn bệnh kỳ quái dù tiêu hao tiền của chữa trị nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống và tập luyện thể thao hợp lý. Về mặt tình cảm, cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng trong các mối quan hệ xã giao. Về tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại không may chuyện nhỏ xé ra to. Về mặt tâm lý, gia chủ cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc trong cuộc sống. Không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng. Điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Đối với nữ mạng tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Theo sao chiếu mệnh, sao La Hầu. La Hầu là hung tinh,
kỵ nhất giới nam mạng, giới nữ mạng Giáp Dần thì nhẹ hơn phần nào. Hung tinh này thường đem đến những điều không lành, dính dáng đến pháp luật, cửa quan, gây khẩu thiệt, chuyện thị phi, tai ương, ốm đau bệnh tật, tai nạn, gây hao tổn tiền tài, xấu nhất là tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Theo niên hạn, hạn Diêm Dương. Gặp hạn Diêm Dương trong năm cần thận trọng chuyện làm ăn kẻo dướng vào kiện tụng pháp luật, cãi giả, tranh chấp, giúp người làm ơn mắc oán. Cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại, tham gia giao thông, đề phòng tai nạn bất ngờ. Nếu đang mang thai, nữ mạng Giáp Dần sẽ bất lợi về chuyện sinh nở. Ngoài ra, trong năm có thể có tin buồn tăng chế từ xa đưa tới. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Dần 2024, bước sang năm Giáp Thìn, nữ mạng Giáp Dần gặp vận niên trư phùng quả, tức là heo gặp lửa, heo quay. Vận niên này mang ý nghĩa heo quay làm vật hy sinh cho người ta sực ngon miệng, còn mình nhận phần thua thiệt. Vì thế, trong năm phàm sự lớn nhỏ vì tuổi Giáp Dần nữ mạng cũng phải thận trọng, mỗi khi làm việc cho người khác phải suy nghĩ cho chín chắn rồi hãy làm, kẻo mang hại. Riêng về chuyện tình cảm lại chuyển biến tốt đẹp. Nếu năm rồi vợ chồng thường hay có cuộc cãi giả thì năm nay sẽ không còn gặp cái cảnh ấy nữa. Bầu không khí tình cảm sẽ êm dịu. Người cô độc gặp cảnh vui tươi càng hạnh phúc tâm hồn, có khả năng tiến tới hôn nhân. Cách hóa giải vận hạn. Hóa giải sao La Hầu theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, sao La Hầu là sao thuộc hành kim, có thể sử dụng những vật phẩm phong thủy thuộc hành thủy để khắc chế, giảm bớt những tai họa xui xẻo có thể xảy ra. Mệnh chủ nên dùng những đồ vật hay mặc trang phục màu đen, màu xám, màu xanh biển. Cũng có thể sử dụng vật phẩm phong thủy làm từ đá thạch anh đen, thạch anh khói, thạch anh tóc đen, mã não xanh dương, sapphire. Về tinh thần, luôn nhắc nhở bản thân hành sự cẩn trọng, kiểm soát tốt cảm xúc sẽ tránh được họa thị phi, kiện tụng. Ngoài ra, đừng buông chuyện mà nói xấu, đặt điều cho người khác, cũng đừng vì danh vọng mà bất chấp, nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, khi làm. Về cách hành sự, đừng bao giờ có ý định dùng tiền bạc để đổi lấy danh lợi, đi hối lộ, đổi chác công danh, tiền tình. Đừng đồng lõa với những kẻ xấu bụng làm chuyện gian ác, kẻo sẽ nhận hậu quả khôn lường. Tích cực làm việc thiện, làm nhiều việc tốt, việc thiện giúp đỡ mọi người, xã hội, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Cách hóa giải hạn Diêm Dương năm 2024. Hạn Diêm Dương chủ yếu gây hại về sức khỏe, đặc biệt xấu với trường hợp người bệnh, đau ốm và phụ nữ mang thai. Để hóa giải vận xấu, gia chủ nên với người đau ốm, bệnh tật, chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám điều trị kịp thời. Cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe lời người khác uống thuốc dân gian. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may nguy hiểm tính mạng. Với người khỏe mạnh, cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập thể thao hợp lý. Như vậy cơ thể mới được duy trì ở trạng thái ổn định, đề phòng bệnh tật mỗi khi trái gió trở trời. Về tâm linh, để tích thêm phúc đức cho bản thân, đương số nên làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.